Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chưa làm được gì Lê Thanh Hải, ông Trọng quần Lê Tấn Hùng. Vào ngày 29 tháng 3 tại nghị trường, ông Nguyễn Phú Trọng được một đại biểu tên là Nguyễn Minh Chí tâng bốc đến tận mây xanh. Lời tâng bốc đó không biết xuất phát từ đâu, là từ đại biểu Quốc hội này hay là đơn đặt hàng của Nguyễn Phú Trọng thì không rõ. Tuy nhiên, trước những lời tâng bốc đó thì ắt hẳn ông Nguyễn Phú Trọng phải làm gì cho xứng đáng. Chả lẽ được tâng bốc mà không làm gì để xứng đáng thì thiên hạ lại mỉa mai. Với quyền lực rất lớn trong tay và đã lập sẵn cái lò để đốt những thanh củi nào mà ông thấy không hài lòng, thì ông Trọng cần phải làm gì đó cho xứng với lời tâng bốc mà các đại biểu đưa ra. Từ năm 2016 thì kể ra ông cũng đốt được khá nhiều. Nỗ lực đó của ông đã mang lại quyền lực cực lớn từ trước đến giờ chưa ai làm được. Quyền lực lớn đến nỗi ông đủ sức hạ luôn Trần Đại Quang để thâu tóm luôn hai chiếc ghế một lúc. Tuy ông hạ được nhiều, nhưng người mà dân mong đợi ông hạ thì ông lại chưa thể hạ được. Có lẽ trong tâm thâm tâm của ông cũng muốn mọi người phải thừa nhận thành tích của ông. Với người dễ tính và khi hiểu biết hạn chế thì họ sẽ thừa nhận những điều mà ông đã làm. Tuy nhiên với người khó tính hơn thì họ lại đòi hỏi ông phải đốt được những thanh củi như Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Tuy nhiên, cho đến nay người ta thấy ông dường như bất lực với đám củi này. Người khó tính hơn nữa thì họ không những đòi hỏi ông phải đốt sạch những thanh củi bự kia, mà còn đòi phải có một thể chế sạch để quét hết bọn tham quan từ trung ương đến địa phương cho đất nước được nhờ. Tuy nhiên, với những người đòi hỏi những gì quá sức với Đảng Cộng sản, thì ông Trọng sẽ vu cho tội chống phá hoặc là phản động vân vân để bắt nhốt bỏ tù. Đây là hình ảnh với lời tâng bốc như thế. Ông Nguyễn Phú Trọng càng phải làm gì cho xứng đáng. Trong một rừng củi đó thì củi Nguyễn Tấn Dũng là loại tầm tay của ông rồi. Còn lại củi Lê Thanh Hải thì nhỏ hơn củi Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng có thể đốt thanh củi này để lấy tiếng, nhưng xem ra thanh củi này cũng quá tầm với ông. Ông đã liên minh với Nguyễn Văn Nên để tấn công Hải, nhưng dù cho Nguyễn Văn Nên có vào được Bộ Chính trị rồi hợp sức với ông, thì hai người này cũng khó mà xử được ông Lê Thanh Hải. Và dường như thông tin cho thấy, nếu muốn xây dựng được hình ảnh như ông Hồ Chí Minh, thì ông Nguyễn Phú Trọng cần phải đốt nhiều củi hơn nữa. Ông Hồ Chí Minh xây dựng hình ảnh dựa vào sự mông muội của xã hội miền Bắc từ năm 1945 đến năm 1975. Tuy nhiên, thời ông Nguyễn Phú Trọng đang sống dưới đây là thời kỳ thông tin toàn cầu với mạng Internet bao phủ khắp nơi. Trên tay ai cũng có smartphone để tìm hiểu thông tin trung thực. Tuy Đảng Cộng sản Việt Nam của ông luôn ra sức ngăn chặn thông tin mà ông cho là xấu độc, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được hoàn toàn. Vì vậy mà khi ông Nguyễn Minh Chí ca ngợi ông, thì xã hội lại mỉa mai rằng đấy là hành động nịnh bợ công khai rất đáng xấu hổ và chẳng thấy ai hoan hô cho hành động này cả. Nếu nói ông Hồ Chí Minh có vô số bài hát, bài thơ, bài báo ca ngợi không sao, nhưng bây giờ ông chỉ cần có một bài ca tụng mình thì nhận được sự chỉ trích dữ dội ngay lập tức. Trước mắt giờ hiện ra ông là 6 nhân vật cộng cán bao gồm Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Ông cần phải lập ra nhóm quyền lực để làm sao bẻ từng chiếc đũa trong bó 6 chiếc, thì có thể đến lúc đó có nhiều người hơn sẽ tâng bốc ông. Tuy nhiên, nếu họ có tâng bốc ông, thì ông cũng khó mà có được sự sùng bái của người dân như đối với ông Hồ Chí Minh trước đây. Đây là hình ảnh cứ loay hoay mãi nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không biết cách nào để có thể lôi thanh củi Lê Thanh Hải vào lò. Nhìn ông Trọng đang loay hoay bẻ từng thanh củi khó nhọc, không ai nghĩ ông có thể bẻ được 6 thanh củi gọc kia. Bắt Đinh La Thăng đơn giản bao nhiêu thì bắt ông Lê Thanh Hải cực nhọc bấy nhiêu. Ông Trọng đã phải cử hết người này rồi cử hết người kia vào nằm trong thành phố Sài Gòn, nhưng cuối cùng cũng chưa ai làm được điều mong đợi. Việc bắt Tất Thành Cang cho thấy ông Trọng đã nỗ lực rất nhiều, nhưng nếu bắt Lê Thanh Hải thì e không thể giống như vậy. Bắt Lê Thanh Hải là bứt dây sẽ động rừng chứ không đơn giản chỉ bắt một cá nhân. Gia tộc khủng thuộc Hạ Đông và ân nhân cũng nhiều. Với Lê Thanh Hải thì rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Và dường như khi đang bế tắc trong việc giải quyết ông Lê Thanh Hải, thì ông Nguyễn Phú Trọng lại lôi ông Lê Tấn Hùng ra hành hạ. Liệu rằng có kết quả hay không? Đã gần 2 năm, ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt Lê Tấn Hùng mang ra Hà Nội khai thác. Vậy mà chẳng khui ra được gì. Thực ra việc bắt Lê Tấn Hùng không quan trọng bằng bắt Tất Thành Cang. Bản thân ông Cang là một cáo giả chính trị,
tuy bắt được nhưng không dễ gì khai thác được ông này. Còn với Lê Tấn Hùng, tuy Lê Tấn Hùng em ruột của ông Lê Thanh Hải thật, nhưng phải nói nơi công ty Sacri mà ông Hùng đang quản lý không chứa nhiều sai phạm lớn liên quan đến Lê Thanh Hải. Đây là hình ảnh không bắt được Lê Thanh Hải thì lại lôi ông Lê Tấn Hùng ra hành hạ. Được biết vào ngày 3 tháng 4, tờ báo Việt Nam Express có bài viết thiệt hại vụ án Sacri phải xác định lại. Đây là một tín hiệu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đang bế tắc, chưa tìm thấy hướng mở cho vụ án Lê Thanh Hải. Đã bắt nhốt Lê Tấn Hùng gần 2 năm mà hồ sơ điều tra còn thiếu, thì liệu bây giờ cho điều tra xác minh có tìm ra chứng cứ mới liên quan đến Lê Thanh Hải hay không? Điều đó rất khó. Theo bài báo cho biết, thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị xem lại thời điểm và thiệt hại trong việc cựu Tổng Giám đốc Sacri Lê Tấn Hùng và đồng phạm chuyển nhượng dự án Phước Long B. Vào ngày 3 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an được đề nghị bổ sung căn cứ và xác định thiệt hại cho các bị can gây ra từ hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó, Bộ Công an cũng xác định thiệt hại mà ông Lê Tấn Hùng, 58 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sacri và đồng phạm đã gây ra là 348 tỷ đồng. Sacri là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Vào tháng 8 năm 2015, ông Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc và được giao quản lý tài sản và quản lý vốn của công ty. Kết quả điều tra xác định vào năm 2016, ông Hùng ký văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chuyển nhượng, ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án Phước Long B do Sacri quản lý cho Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú với giá 168 tỷ đồng, tức là tương đương 10,5 triệu đồng trên 1 m². Thấp hơn giá thị trường Việt Nam rất nhiều, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước, và đó là tiền thuế của dân. Ông Hùng bị cho là đã biết việc chuyển nhượng dự án phải thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, phải thẩm định giá, xác định giá thị chuyển nhượng theo giá thị trường và quy định pháp luật khác có liên quan, nhưng đã không thực hiện đầy đủ điều này. Dự án mới xây dựng được 80%, công trình hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng, chưa có phương án kế hoạch thoái vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng ông Hùng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện các thủ tục. Ngoài ra, ông Hùng còn bị cho là đã lợi dụng chức vụ chỉ đạo thuộc cấp lập khống 10 hồ sơ hợp đồng cho cán bộ đi tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để tham ô 13 tỷ đồng. Khi bị thanh tra, ông Hùng tiếp tục chỉ đạo cấp dưới bàn bạc với người của hai công ty du lịch tìm cách hợp thức hóa hồ sơ dòng tiền nhằm che giấu hành vi phạm tội. Số tiền chiếm đoạt được, ông Hùng sử dụng vào mục đích cá nhân, phục vụ cho nhóm của mình. Cơ quan điều tra đã xác định ông Lê Tấn Hùng là người chủ mưu chỉ đạo điều tra, điều hành và là người thực hiện tội phạm gây thiệt hại cho nhà nước số tiền đặc biệt lớn. Là người ký quyết định chấp thuận cho Sacri chuyển nhượng dự án khu nhà ở Phước Long B, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cũng bị cáo buộc có vai trò đồng phạm với ông Hùng ở tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn và hàng loạt cựu cán bộ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng có vai trò tương tự. Và Lê Thanh Hải sẽ làm gì? Tầm như Lê Thanh Hải, người từng bị thách thức thế lực Nguyễn Tấn Dũng khi còn ở đỉnh cao quyền lực, người mà năm 2011 từ chối nhường ghế Bí thư Thành ủy cho Nguyễn Sinh Hùng, nhưng Trung ương đã không làm gì được, thì đủ hiểu bản lĩnh chính trị của ông Hải lớn cỡ nào. Đây là hình ảnh bắt Lê Thanh Hải, một bài toán khó cho ông Nguyễn Phú Trọng lúc này. Không phải ngẫu nhiên mà người dân kỳ vọng ông Trọng bắt được Lê Thanh Hải đến như vậy, bởi vì người ta biết ông thế lực Lê Thanh Hải quá mạnh. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng cần thay đổi chiến thuật, chứ để thể hiện sự mất bình tĩnh mà đem Lê Tấn Hùng ra trừng phạt thì có thể nói ông Trọng đang để cho Lê Thanh Hải thấy điểm yếu của ông. Như vậy càng khó phá được vụ án về ông bố già này hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2021 với bản tin Chưa làm được gì Lê Thanh Hải, ông Nguyễn Phú Trọng quần Lê Tấn Hùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.